Và tiếp theo xin mời quý vị sẽ đến với những cái thông tin mới nhất về các vấn đề về sức khỏe. Và ngày hôm nay thì chúng tôi muốn truyền tải đến là muốn quý vị sẽ cùng tìm hiểu về bệnh lý tiểu đêm. Và tuy nhiên thì trước hết chúng ta sẽ cùng theo dõi ghi nhận sau đây. Một thời gian dài, chị Xuân thường bị thức giấc giữa đêm nhiều lần do thường xuyên mắc tiểu. Ban đầu chỉ nghĩ do thói quen sinh hoạt nên chị bỏ qua, không để ý. Tuy nhiên tình trạng này kéo dài khiến sức khỏe của chị bị ảnh hưởng nặng nề. Cơ thể luôn mệt mỏi, uể oải do giấc ngủ đêm không bảo đảm. Khi tới bệnh viện thăm khám, chị được chẩn đoán mắc chứng tiểu đêm và cần được điều trị. Mình đang ngủ như thế thì mình thức giấc như thế nào, mình đến ngày hôm sau chẳng hạn, mình đi làm việc rất là uể oải, rất là mệt mỏi đấy, và người thì nó không được khỏe khoắn như những người bình thường khác, nên là tôi cảm thấy nó ảnh hưởng rất là nhiều tới cuộc sống hàng ngày của tôi đấy, như là ảnh hưởng tới công việc này, tới sức khỏe và cái giấc ngủ của mình nữa. Cũng nghĩ rằng là mình đang trẻ như thế này, tại sao là mình lại xuất hiện những cái triệu chứng của cái căn bệnh này như thế, cũng làm như rất là ngạc nhiên và thấy cũng lo sợ đấy ạ. Các bác sĩ cho biết, rối loạn tiểu tiện có thể gây ra nhiều cản trở trong sinh hoạt cuộc sống, khiến người bệnh xấu hổ, tự ti, mặc cảm. Đồng thời, làm xáo trộn giấc ngủ, suy giảm chức năng sinh lý, khiến tinh thần và sức khỏe người bệnh sa sút trầm trọng, cơ thể xanh xao mệt mỏi. Tiểu đêm cũng là một trong những thủ phạm làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh huyết áp, tim mạch và tăng tỷ lệ đột quỵ ở người cao tuổi do phải thức dậy nhiều lần vào ban đêm. Tuy nhiên thực tế, hiện nhiều người vẫn chủ quan, coi nó là bệnh của tuổi tác, khiến việc thăm khám và điều trị muộn. Đáng nói, bệnh cũng đang có xu hướng trẻ hóa. Xin chào bác sĩ ạ. Cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia phỏng vấn của chương trình ngày hôm nay. Vâng, thưa bác sĩ, rất nhiều khán giả đã gửi câu hỏi về chương trình, mong bác sĩ giải đáp. Trong đó thì có một khán giả cho biết, người này đã ngoài 40 tuổi và thường xuyên bị thức giấc giữa đêm bởi những cơn tiểu đêm. Do vậy mà sáng hôm sau thì tình trạng cơ thể rất là mệt mỏi và tình trạng này kéo dài đã rất lâu rồi. Vậy thì không biết là với bệnh nhân này thì có phải đang mắc bệnh tiểu đêm không thưa bác sĩ? Nếu mà tiểu đêm nhiều 3 đến 4 lần thì coi như là bệnh lý của tiểu đêm. Và thông thường bệnh lý của tiểu đêm ở những người ngoài 40 tuổi thì hay gặp là những cái bệnh lý về đường tiết niệu, đường sinh dục, hoặc là những cái bệnh lý về phì đại tiền liệt tuyến, hoặc tăng huyết áp, đái tháo đường, những bệnh về toàn thân thì có thể gặp nhiều hơn là ở những người trẻ tuổi. Như vậy thì khán giả đã được chẩn đoán là mắc chứng tiểu đêm. Trước đó thì bác sĩ cũng đã nói tiểu đêm thường gặp ở người cao tuổi, tầm từ ngoài 40 trở ra. Tuy nhiên rất nhiều khán giả cho rằng là khi họ dưới độ tuổi 40 thì cũng đã mắc phải tình trạng tiểu đêm. Vậy nguyên nhân thì sao thưa bác sĩ? Thông thường bây giờ bệnh lý của mình trẻ hóa, và ở những người trẻ thì lại cái mắc cái chứng bệnh tiểu đêm nguyên nhân lại khác hoàn toàn so với người già. Và nó thường là do những cái nguyên nhân mà về chế độ sinh hoạt. Theo y học cổ truyền thì cái chứng tiểu đêm nó nguyên nhân gây ra là do về thận và bàng quang bị rối loạn, có thể khí của thận bàng quang không được điều tiết gây ra bị tiểu đêm. Và nếu mà có thể khai thác sâu hơn thì bệnh nhân có thể kèm theo yếu sinh lý, rối loạn các sinh lý ở nam giới, hoặc là những vấn đề về căng thẳng tâm lý, stress, mất ngủ. Ngoài ra thì có thể là gây ra từ những cái quan hệ hoặc tình dục quá độ, hoặc là thức khuya, làm việc đêm, cũng rất là nhiều nguyên nhân. Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì có những dấu hiệu nào thì để có thể được nhận biết là người bệnh đã mắc bệnh tiểu đêm hay không ạ? Và với những cái bệnh nhân mà mắc bệnh tiểu đêm mà không được điều trị kịp thời thì hệ quả ảnh hưởng tới sức khỏe sẽ ra sao thưa bác sĩ? Được chẩn đoán tiểu đêm là khi đi tiểu trên 3 lần một đêm và kéo dài trong thời gian là tính bằng tháng thì chắc chắn đó là bệnh lý của tiểu đêm. Và để mà chẩn đoán được bệnh tiểu đêm này thì ban đầu tiên là chúng ta sẽ phải đi xét nghiệm, kiểm tra về hệ tiết niệu. Loại trừ bệnh lý của hệ tiết niệu thì những cái bệnh lý toàn thân như đái tháo đường, cũng hoặc là những bệnh lý về sỏi thận
cũng không rất hay đâu, ở tiểu đêm ở người trẻ. Những người mà mắc chứng tiểu đêm rồi thì cái hệ lụy ban đầu tiên gặp dễ ngay gặp nhất là mất ngủ, căng thẳng, lo lắng. Người bệnh đi khám nhưng không tìm được nguyên nhân gây ra tiểu đêm thì có thể chỉ chẩn đoán là bàng quang tăng hoạt. Sau đó thì sẽ dẫn đến là đi tiểu đêm nhiều ngày, điều trị không đúng cách và có thể dẫn đến là những cái bệnh lý về hệ tiết niệu, hệ sinh dục hoặc là những cái suy giảm sinh lý. Ngoài ra thì có thể tạo ra những cái bệnh lý về toàn thân, chẳng hạn như là gây ra bệnh lý ảnh hưởng đến thận này, đau lưng, mỏi gối, ù tai này, những cái bệnh lý mà ảnh hưởng đến can, gây lo lắng, can khí bất kết này, hoặc là người thấy nóng nhiệt, đi tiểu, bị rắt, bị buốt. Rồi sau đó là nặng nề nhất thông thường là sẽ gặp lại yếu sinh lý và có thể là có rối loạn về nhu động ruột, đại tràng gây ra chứng đi ngoài phân lỏng mãn tính. Với những người mắc chứng tiểu đêm thì các cái biểu hiện ban đầu cũng có liên quan tới bàng quang đúng không ạ? Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ rõ hơn về mối liên hệ giữa tiểu đêm và những căn bệnh liên quan tới bàng quang được không ạ? Khi mà chứng tiểu đêm liên quan đến bàng quang thì thông thường những cái bệnh lý của bàng quang chẳng hạn như là viêm nhiễm ở bàng quang, viêm nhiễm ở thận hoặc là sỏi thận hoặc là những cái suy thận thì cũng có thể là gây ra chứng tiểu đêm. Thậm chí là những cái về bệnh lý về tuyến sinh dục của tính bàng quang nó cũng gần nhau hệ tiết niệu. Thế thì nó cũng có thể như chẳng hạn như là một cái dấu hiệu của suy giảm sinh dục là tiểu đêm. Thế thì mình cũng phải tìm hiểu cái nguyên nhân để dẫn đến bệnh. Vâng, thưa bác sĩ, hiện nay thì có rất là nhiều bài thuốc nam hay là các loại lá cây được nhiều người cho rằng là có thể điều trị được chứng bệnh tiểu đêm. Vậy bác sĩ có những cái khuyến cáo gì với những người dân mà đang sử dụng các cái bài thuốc này không ạ? Tình trạng đó thì đang xảy ra rất là nhiều ở trên mạng xã hội, và trên YouTube, trên Facebook hoặc là trên Google, các bạn sẽ thấy rất là nhiều. Và mọi người thường nghĩ là bị bệnh tiểu đêm là bệnh nhẹ mà, thế nên là chỉ cần dùng cái thuốc đấy là đủ rồi. Nhưng mà thật ra đó lại là một cái dấu hiệu, báo hiệu của cơ thể để có thể là bị những cái nhiều bệnh ở phía sau. Thế nên là chúng ta phải được thăm khám, được chuẩn đoán và điều trị kết hợp đông tây y để tìm ra nguyên nhân tiểu đêm và để cân bằng lại cơ thể. Những cái thuốc mà không rõ nguồn gốc thì có thể là nó không có tác dụng hoặc là có tác dụng ngược lại làm tiểu đêm nặng hơn, thì các bạn khi sử dụng cần phải rất là cân nhắc. Với những người đã được chẩn đoán là mắc bệnh tiểu đêm thì sẽ có hướng điều trị như thế nào ạ? Đối với những cái bệnh nhân mà sau khi đã loại trừ tất cả các nguyên nhân về thực thể, về các cái bệnh lý toàn thân, chỉ có mỗi cái chứng tiểu đêm được chẩn đoán là bàng quang tăng hoạt, không tìm ra được những cái nguyên nhân về thực thể cơ thể gây ra tiểu đêm, thì chúng ta có những cái phương pháp điều trị bằng y học cổ truyền rất là tốt, hiệu quả. Chẳng hạn như là dùng các thuốc bổ thận, bổ khí, cố sáp để làm giảm tiểu đêm, điều hòa lại cơ thể, nâng cao sức khỏe của cơ thể. Và khi đó thì tiểu đêm có thể là sẽ hết hoàn toàn. Theo Tây y thì chứng tiểu đêm thì sẽ đi khám vào hệ tiết niệu. Ban đầu tiên sẽ được xét nghiệm nước tiểu, xét nghiệm máu, siêu âm ổ bụng, rồi làm các cái chẩn đoán để tìm nguyên nhân. Và sau khi đó nếu mà đã được chẩn đoán rồi thì sẽ được sử dụng thuốc theo nguyên nhân điều trị. Vâng, một câu hỏi cuối cùng chắc chắn sẽ được rất nhiều người quan tâm. Vậy thì làm thế nào để có thể phòng ngừa được bệnh tiểu đêm thưa bác sĩ? Phòng được bệnh tiểu đêm thì quan trọng là phải chế độ sinh hoạt. Không đưa nhiều nước vào buổi tối đưa vào cơ thể này, hoặc là không thức khuya này, đi ngủ sinh hoạt điều độ này, hoặc là làm để có một giấc ngủ ngon thì chúng ta lại phải vệ sinh giấc ngủ trước khi ngủ, có thể là ngâm chân này, thể dục nhẹ nhàng này để tinh thần thoải mái, hoặc ngồi thiền để tạo ra một cái tâm lý ngủ thoải mái nhất. Ngoài ra thì cũng phải giảm căng thẳng, stress, rồi là không được phòng dục quá độ,
gây ra những cái yếu về mặt sinh lý có thể gây ra tiểu đêm. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ rất hữu ích từ bác sĩ.